phát hiện người phụ nữ mang thai tháng thứ 8 tử vong dưới hồ, bỏ lại xe máy trên bờ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã vớt thi thể phụ nữ mang thai tháng 8 chết dưới hồ. Chiều nay, ngày 13 tháng 8, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã vớt thi thể chị Nguyễn Thị Minh Tê, 24 tuổi, trú phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk dưới lòng hồ Ông Giám ở phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột đưa lên bờ. Theo thông tin ban đầu, chiều tối qua, ngày 12 tháng 8, một người đàn ông hành nghề chạy xe Grab qua khu vực hồ Ông Giám thấy chiếc xe máy để trên bờ nhưng nghĩ có ai đó đang đi dạo nên không để ý. Đến sáng nay, ngày 13 tháng 8, khi người này tiếp tục đi qua khu vực này và vẫn phát hiện chiếc xe máy và đôi dép để trên bờ nên nghi có người tự tử đã trình báo tới cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an phường Tân Lập và công an thành phố Buôn Ma Thuột có mặt bảo vệ hiện trường. Sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã điều 2 xuồng máy và 10 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường tổ chức tìm kiếm. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Tê dưới hồ nước và đưa lên bờ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy không có dấu hiệu bất thường hay tác động ngoại lực dẫn tới chị Tê tử vong. Cơ quan chức năng nhận định có thể chị Tê đã tự tử. Một người nhà nạn nhân cho hay chị Tê đang mang thai tháng thứ 8, gần đây có biểu hiện buồn bực do trước đó có đầu tư một khoản tiền lớn làm ăn trên mạng xã hội nhưng thua lỗ. Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.